Cô tưởng là lắp cái này vào, lắp thế được ạ? Vâng, chị xem đây chung vậy. Cho thế là được rồi gì? Cái này nó cao, kia nó sẽ là dài. Xem là treo nó đã chắc chưa, muốn là lắp cái mới này thôi. Nó vào hết rồi. Nó vào đúng khớp của nó, là nó tụt ra là chết dở. Nhà cô cái tường này nó là gạch lỗ, nó yếu hơn đúng không? Mới tường 10 thôi chứ không phải tường 20. Nhà nó không gian nó diện tích nó hẹp, tường 20 hết bố. Nhà cháu cũng dùng cái này à? Nó xi đầy phục rồi. Cái này nó xi đầy phục rồi. Bền lâu rồi thì dùng lâu rồi thì. Đấy, thì tôi dùng lâu rồi. Nhớ dùng đồ nhớ cũ của mà. Dùng từ ngày giờ cũ đến giờ. Năm cũng bền thế đi chứ nhỉ? Này nhà cháu bán đắt hàng không? Chậm. Nhiều, bây giờ nó nhiều quá, nào cũng có nhỉ. Xong là cái gì nhà điện máy xanh hay mặc ra nhiều. Lắp phải nhanh nhỉ? Mấy anh chưa được chưa đến mấy phút đã xong. Có đường nước thì cứ thế là lắp thôi, nhưng mà đường nước cấp ra nó mới khó lâu ấy nhỉ? Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nước thì nút cái gì nhỉ? Cái này là cái gì nhỉ? Quên mất rồi.
Nút bi à hay gì? Rosi. Rút xì à? 30 lít. Xem mới xem các bạn nhé. Xem là nó có cần bật nóng lạnh hay không? Không, đã đấu điện không? À, chưa đấu điện à? Thử là nước lạnh nó có vào không gì? Chắc là chưa, nó mới vừa xong ấy. Các đường ống hết sạch mà. Bơm nước vào xong xả e ra là được rồi đúng không? Cháu xả e rồi mà nó chưa có nước xuống à? Đang thử xem nào. Mình mời mình sẽ làm bé thế. À, làm ngắn thế. Lắp điện vào nữa là xong. Ta thử nước e nhé, liệu nó có ra nước nhỉ? Tí nữa ra rồi ta mở cái bên nắp. Cháu cái loại này ấy rồi cháu cứ để cho cái chế độ như nhà cháu nhé. Bật điện đâu một con nóng. Không, nó thì sẽ nước nóng nó phải khó ra trước mình cắm được điện. Thế à? Không cắm vào nó nhảy hình này. Đi bộ cái dây cháu phải cho nó lên lòng thòng kìa. Không, đi vòng lên lấy chứ không lên lòng thòng đi này lên trên lắp điện nữa là xong.